Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp 8 Quốc hội khóa 15 sáng ngày 21 tháng 10, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong thành tựu chung của đất nước có đóng góp quan trọng của Quốc hội. Hoạt động của Quốc hội thời gian qua có nhiều đổi mới, thực chất và hiệu quả hơn. Phát huy vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực của nhà nước cao nhất với chức năng lập pháp, giám sát. Quốc hội đã đồng hành cùng chính phủ ban hành nhiều chính sách có ý nghĩa với sự phát triển của đất nước, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong thời điểm khó khăn như Covid-19. Đối ngoại Quốc hội được mở rộng với nhiều hoạt động nổi bật, được bầu vào nhiều vị trí quan trọng tại các diễn đàn lớn và uy tín trên thế giới. Hoạt động giám sát của Quốc hội cũng không ngừng được cải tiến, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, đảm bảo kỷ luật kỷ cương, thúc đẩy các cơ quan nhà nước thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ. Quốc hội cũng đã đồng hành cùng chính phủ quyết định ban hành kịp thời nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, có ý nghĩa lớn với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đối ngoại của Quốc hội cũng mở rộng với nhiều hoạt động nổi bật. Quốc hội được bầu ở nhiều vị trí quan trọng ở các diễn đàn lớn, uy tín trên thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, và cũng là kỳ họp đầu tiên có trách nhiệm về thể chế hóa nghị quyết của Trung ương lần thứ 10 khóa 13, khẩn trương đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước. Vừa qua, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thành công rất tốt đẹp. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã tổ chức hội nghị toàn quốc đến cấp cơ sở quán triệt, triển khai nghị quyết hội nghị Trung ương 10. Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, thống nhất rất cao, hội nghị Trung ương 10 đã thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng, thống nhất nhận thức, hành động để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội 13, chuẩn bị các công việc Đại hội 14 của Đảng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội còn một số hạn chế cần sớm khắc phục. Trong ba điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, thì thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi, chưa tạo môi trường thuận lợi thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, khơi thông nguồn lực trong dân. Thủ tục hành chính còn rườm rà, dịch vụ công trực tuyến tuy được cải tiến nhưng chưa thuận tiện, thông suốt. Tổ chức thực thi pháp luật, chính sách vẫn là khâu yếu, phân cấp, phân quyền chưa triệt để, chưa rõ trách nhiệm, còn tình trạng chồng lấn giữa lập pháp và hành pháp. Tổng Bí thư cho rằng, những tồn tại hạn chế kéo dài nhiều năm cần khẩn trương khắc phục, không để cản trở phát triển gây lãng phí, lỡ thời cơ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Vì vậy, người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề nghị đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, trước hết là chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát bỏ tư duy không quản được thì cấm. Các quy định của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Luật chỉ quy định những vấn đề khung, có tính nguyên tắc, không cần quá dài. Những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao chính phủ, địa phương quy định để đảm bảo linh hoạt trong điều hành. Các cơ quan tuyệt đối không hành chính hóa hoạt động của Quốc hội, luật hóa các quy định của nghị định và thông tư. Bí thư cũng lưu ý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Cùng với cải cách triệt để thủ tục hành chính, xây dựng hành lang pháp lý cho những xu hướng mới như cách mạng 4.0, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Quốc hội cần thực hiện tốt hơn chức năng giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Phương pháp, hình thức giám sát tối cao của Quốc hội phù hợp thực tiễn, tránh trùng với hoạt động của cơ quan nhà nước khác, gây lãng phí. Nâng cao hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát văn bản pháp luật. Quy trình quyết định ngân sách cũng cần đổi mới, từng bước thay thế việc ban hành các nghị quyết bằng các đạo luật về tài chính, ngân sách. Tổng Bí thư cũng đề nghị Quốc hội đổi mới mạnh mẽ tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu. Coi đây là một trong những yếu tố then chốt của then chốt. Hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội phải đúng vai, thuộc bài, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quan hệ giữa các cơ quan Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo chặt chẽ, hài hòa trong quy trình quản trị quốc gia. Quốc hội và đại biểu Quốc hội cần thống nhất cao và gương mẫu, đi đầu, đóng góp tích cực, quan trọng xây dựng thể chế, phát triển của đất nước với tinh thần, đổi mới, cải cách, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Theo Tổng Bí thư, Việt Nam đang đứng trước cánh cửa lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội, đại biểu phát huy trách nhiệm, đổi mới, bứt phá hoàn thành xuất sắc trọng trách. Hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, thực chất và hiệu quả hơn. Quốc hội ngày càng phát huy vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất với ba chức năng quan trọng về lập pháp.